Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ chơi Venusaur anh em ạ. À. Nên em thấy hay dành một like, một share, một kiếm hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều ạ. À. Rồi, team mình 3 tăng luôn anh em ơi. Kèm khá ngon ấy. Ok, rất cool thôi anh em ơi. Team mình có Wigglytuff, Blissey với con Mr. Mime. Ui rồi, team tăng nhiều thế. Hơi bị ngon luôn, hơi bị ngon luôn. Anh nhanh nhanh nhanh. Ngoài đây mình nghe. Từ đó. Xin xin. Úi trời ơi. Mình tới miếng ơi, mình tới miếng ơi. Có kêu rồi. Mày chạy đi đâu con sâu này. Ôi trời, Blissey làm gì thế, ăn máu đi. Blissey kêu gì thế? Anh nhầm con Wigglytuff chứ. Nhầm con hồi thế. Đây rồi, đây rồi. Rồi rồi biết cửa rồi, có chạy được không mày? Chạy được mày quá. Mày mà nó ném bạn mít đấy em ạ. Nó mà ném trúng mà mình chạy không được rồi. Thôi kệ. Solo. 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 Ôi ngon cơm luôn. Con Gengar farm rừng lâu thế. Không có ai thì mình tranh thủ mình bào tiết cả ngầu anh em ạ. Bào nổ trụ luôn. Này thì voi. Hấp nó luôn, hấp nó luôn. Mình cấp 7 rồi, mình khá trâu rồi đấy. Rồi chơi game mình đi nếm cầu lén ba. Chơi game mình nếm cầu lén chúng tôi là không được. Nếm cầu lén này thì nếm. Ui gì đâu ra nữa. Gì. Trời ơi. Từ từ hút máu cái đã. Xanh quá rồi anh em ơi. Vô đầu ăn được hai mẹ xanh quá. Blissey. Blissey bút máu không ăn thua luôn anh em ơi. Rồi con Minh Glytup nó xuống dưới rồi. Ok, cứ bảo với trên trước đi. 50 bảy khá ổn rồi. Rừng gì phế thế, rừng gì mà đi rừng ra chết không thế. Còn bốn cầu mà mình không có đi theo con boss được anh em ạ. Ít cầu quá, mình đi farm nữa. Chứ bốn cầu đi theo con boss cũng không ăn thua. Đây. Hello. Hello. Mạnh quá. Thề lên item mới này cũng khá mạnh đấy chứ. Mình lên item đam mình đánh khá mạnh rồi. Cứ chơi đến kiểu gì thế, không có mình là cứ chơi chết hết luôn anh em ạ. Ui xui. Ui bình tĩnh. Hồi chạy. Chạy hồi chứ con. Con gách. À nhầm. Con Charizard này nó ulti lên nó thổi thì thôi rồi anh em ạ.
Ném cầu đê. Cô muốn cái cầu gì? Không biết ném cầu luôn kìa. Chán chưa? Đánh rành kêu này chết rồi. Đánh rành mà không biết ném cầu luôn hay chứ. Cái ăn được con người đá nè. Bơm cái ulti. Một mẹ. Bút máu lên bạn ơi. Ba mẹ. Ôi trời. Bốn mẹ, ôi trời ơi. Lâu quá nó không có tích được anh em ạ. Không ơi, đi nhẹ nhẹ cũng quét được mega ấy chứ. Ôi trời ơi. Ginga hết không ăn thua luôn anh em ạ. Ginga hết còn chơi giá nó không xin về luôn rồi chứ. Thế mà cũng chịu rồi. Ok, tầm này để bên tí tí đi đấm nhau anh em ạ. Để bên tí tí ăn boss chứ. Ui. Một con trâu. Thôi không yên tâm anh em ạ. Đi ném cầu đó. Sẵn có hiệu ứng boss này mình vào mình ném luôn. 50 cầu thơm ngon. Hai con trai đi giáp đánh nhau. Xin cái bù. Mình có hiệu ứng bù mẹ ơi. Ui trời xanh quá. 17 mẹ ngồi xanh quá. Rồi mình xin cái bùa nó xin lại cái bùa cũng như không. Chơi game này. Lâm tặc này thì lâm tặc. Thôi đi ăn boss tiếp anh em ạ. Chứ mình xanh quá rồi. Giờ đầu mình làm nhảy được 3 mạng ấy, 2-3 mạng vậy. Nên khá là xanh. Game này chủ yếu là farm cấp anh em ạ. Tại giờ đầu mình là cấp 7 rồi, team bạn mới cấp 5. Sao mà chơi lại mình. Thế là mình đi quét hết. Đây rồi, Blissey à. Cũng trâu đấy, cũng trâu đấy. Ui xùi, nó ulti thôi, lượng thôi. Chờ hết ulti đó anh em ạ. Chứ con chai giá nó ulti nó thổi thì thôi đau lắm. Nó thổi chua lắm. Ui xùi. Từ boss thì đúng rồi, từ thơm ngon trăm cầu. Boss anh em ơi. Bay nhảy với chúng tôi. Boss đây anh em ơi. Boss đê. Xanh quá. Mạnh quá rồi, hai mấy mạng luôn, 23 mạng luôn, mạnh quá. Đánh ranh mà nhàn quá anh em ơi. Đánh ranh mà nhàn quá. Ui trời, đông quá. Trâu quá. Cái tem này trâu quá anh em ạ. Tem này bất tử luôn. Ôi giờ còn farm nữa. Ra đây mà solo. Chịu rồi. Nó bơm cái ulti vào đầu thì chịu rồi. Đi ném cầu đê, đấm nhau làm gì.
Úi xời, Gengar kìa. Có chạy được không đây? Rồi tốc biến luôn, hay thế. Chịu. Thanh niên chạy qua bụi bị con voi nó uyển phát chết luôn rồi chứ. Thế mình cũng không rồi. Thể item này build chơi chơi nhưng mà cũng khá mạnh anh em ơi. Không đùa được. Ok, win luôn anh em ạ. Ok, chào anh em nhé. Chọn này khá sẵn khi mình lên cấp cao hơn team bạn quá nhiều. Giờ đầu ấy, giờ đầu mình lên cấp cao quá. Này mình đi hành hết map luôn anh em ạ.